với trang http://2.mhchoyvinpix.com. Các em ơi, đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 3 thi Vinpix giải tạo trên mạng lớp 3 năm học 2016-2017 vòng 13 đấy. Các em ơi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, qua cái Tết âm lịch này, quay Tết con gà, là chúng ta sẽ vào bước vào cuộc thi vòng thi học sinh giỏi thi giải toán trên mạng lớp 3 đấy. Và các bạn không quên nhớ truy cập vào trang http://2.mhchoyvinpix.com để các bạn có những bài giảng của thầy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thầy làm bài thi vòng số 13. Các bạn đồng ý không? Chúng ta hãy sẵn sàng giấy nháp cùng thầy nhé. Bài đầu tiên là bài sắp xếp. Các bạn hãy click chọn liên tiếp các ô tăng dần. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bài thi của bạn sẽ kết thúc. Các bạn hiểu được bài này chưa nào? Bài thi của chúng ta có 20 ô hiện ra và chúng ta phải làm trong 20 ô này để sắp xếp. Muốn làm được câu này thì chúng ta tính giá trị biểu thức của từng ô một. Các bạn phải tính thật chính xác các biểu thức này, sau đó các bạn sắp xếp thì nó dễ dàng hơn. Đầu tiên, số bé nhất của biểu thức này của trong bảng này là 8. Sau 8 thì đến 12. Các bạn thấy rằng là 465 trừ đi 453 thì bằng 12. Vậy kết quả chúng ta 12 này. 28 trừ 14 thì chính bằng 14 các em ạ. Sau 14 ta có kết quả bằng 28. Ở đây sau 28 ta có kết quả là 35. 35. Sau 35 thì các bạn thấy rằng là 125 chia cho 5 thì bằng 25. 25 nhân với 3 chính bằng 75 các em ạ. 75. Ở bài sau 75 thì ta có 94. Vậy số có 2 chữ số chúng ta đã vừa loại trừ xong. Bây giờ sang số có 3 chữ số. Hàng trăm là 1. Nếu hàng trăm là 1 thì ta có kết quả như sau. Ở đây ta có 168 là các em này. Ta có 168. Vậy ta có 168. Sau 168 thì ta có hàng trăm là 1 thì ta có như sau. 168 chia 4 thì bằng 42. 42 em cộng 138 bằng 180. Bây giờ sang hàng trăm là 2 thì ta có là nếu hàng trăm là 2 thì ta có 468 chia cho 2 thì bằng 234. Ở đây ta có bằng 234. Sau 234 thì ta có là 275 này. 275. Hàng trăm là 2 các bạn thấy hết rồi thì chúng ta chuyển sang hàng trăm là 3. Nếu hàng trăm là 3 thì ta có 45 nhân 7, 45 nhân 7 thì chính bằng là 315. Vậy ta có 315. Ở đây ta có 38 nhân 9, 38 nhân 9 thì chính bằng là 342. 342 đúng rồi các em ạ, bằng 342. Vậy ta nhấn vào 342. Ở đây ta có là 68 813 chia cho 3 thì bằng là 271. Cái này mà 271 này phép chia bằng 271. 271 em cộng với 68 thì bằng 339. Vậy ta có 339. Sau đó 342. Sau 342, 339, 342 thì ta có 127 cộng với 230 thì các em tính bằng 357. Vậy ta có 357. Bây giờ hết hàng trăm là 3 rồi, chúng ta chuyển sang hàng trăm là 4. Nếu hàng trăm là 4 thì chúng ta có kết quả 68 cộng 8 thì bằng 554. 554 em trừ đi 136 bằng 408. Vậy 408 này. Rồi, đến hàng trăm là 5. Hàng trăm là 5 thì chúng ta có 576. 512 cộng 64 bằng 576. 576 thì chúng ta có cái kết quả này bằng 8. 576 xong, đến 800. Và các em thấy ở phép nhân này, 236 nhân 4 thì chính bằng là 944 thì ta có 925 cho 944. Vậy chúng ta đã làm hoàn thành xong bài thi này. Bài thi số 2 có tên 12 con giáp. Bài thi rất quen thuộc với các em, chúng ta nhấn bắt đầu. Vậy có 12 con giáp hiện ra và chúng ta tự ứng với 10 câu hỏi. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ bị trừ điểm. Nào, chúng ta nhớ con nợ. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm, tính độ dài cạnh hình vuông. Muốn tìm cạnh hình vuông các em phải tìm chu vi hình vuông, mà chu vi hình vuông bằng chu vi chữ nhật thì chúng ta phải tìm chu vi chữ nhật đúng không các em nhỉ?
À, mà muốn tìm chu vi chu nhật thì các em phải biết số đo chiều dài và số chiều rộng. Chiều dài bằng 2 năm, chiều rộng 10 năm. 2 năm cộng với 10 năm thì bằng bao nhiêu? Bằng 40. 40 nhân với 2 thì bằng bao nhiêu? 40 nhân 2 bằng 80. Vậy cạnh hình vuông sẽ là bao nhiêu? Thì 80 chia cho 2 cho 4 thì bằng là 20. Vậy cạnh hình vuông sẽ là 20 cm nhưng ta đổi bằng 2 dm. 312 chia 6 thì bằng bao nhiêu? 312 chia 6 thì bằng 52, ta chọn 52 là kết quả đúng. Ta nhấn chu hổ. 46 nhân 8 thì bằng bao nhiêu? Bằng 368. Vậy 368 là kết quả đúng của chúng ta. Chú rắn này. Lấy 4 cộng 6 rồi nhân với 5, 4 cộng 6 bằng 10, 10 nhân 5 bằng 50. Biểu thức có dấu ngoặc đơn, ta thực hiện trong ngoặc đơn trước. Chú châu này, chu vi của mình vuông có cạnh là 7 dm. Vậy muốn tìm chu vi của nó, ta lấy 7 nhân 4, muốn tìm chu vi ta lấy cạnh nhân với 4 mà. 7 nhân 4 bằng 28, 28 dm. Chú con rồng này, chu vi một hình vuông có cạnh là 6 dm 5 cm. Lấy 6 dm 5 cm thì bằng 65 cm. Ta lấy 65 ta nhân với 4 thì sẽ bằng là 260 cm. Vậy 260 dm và 260 cm, ta chọn 260 cm ở đây. Vậy ta có kết quả đúng. Cho nhấn chú lợn này. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 11 là bao nhiêu? Vậy lớn nhất phải là 9, hàng trăm phải là 9, mà tổng các chữ số bằng 11 thì 9 2 0 là đấy, là thỏa mãn với yêu cầu số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng của các chữ số đó bằng 11. 9 cộng 2 bằng 11, 11 cộng 0 bằng 11, đúng rồi. Và nhấn vào chú ngựa. Tính 5 cộng 7 nhân 3. Trong biểu thức có phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước rồi cộng sau. 7 nhân 3 bằng 21, 21 cộng với 5 thì bằng 26. Vậy 26 là kết quả đúng của biểu thức này. Chú gà trống. Hình chữ nhật ABCD được tạo nên bằng cách ghép hai hình vuông cạnh bằng cạnh cạnh nhau như hình vẽ như này. Chu vi của mỗi hình vuông là 12 cm. Tính chu vi chữ nhật ABCD. Muốn tìm chu vi chữ nhật, ta biết chiều dài của hình chữ nhật và biết chiều rộng chữ nhật. Chu vi của mỗi hình vuông là 12 cm. Vậy 12 chia cho 4 bằng 3. Cái này bằng 3 thì cạnh của nó chiều dài sẽ bằng 3 cộng 3 bằng 6 này các em ạ. 6 mà cộng với 2 cộng với 3 thì bằng 9. 9 nhân 2 là 18. Vậy chu vi chữ nhật bên chính bằng 18 cm. Tính 452 cộng 43 bằng 495. 495 là kết quả đúng của thầy. Cùng các em chuyển sang bài thi tiếp theo, bài đừng để điểm rơi, chúng ta nhấn bắt đầu. Chúng ta có 100 điểm với các câu hỏi. Câu đầu tiên, tìm x, biết x nhân 3 bằng 342. Muốn tìm x là thừa số, ta lấy 342. Em chia cho 3 thì em bằng 114. Vậy 114 là câu trả lời của này. Chu vi của một hình vuông có cạnh là 32 cm. Vậy muốn tìm chu vi hình vuông khi biết cạnh là 32 cm, ta lấy 32 nhân với 4 thì em sẽ tính được bằng 128. 128 tính 279 chia 9 thì bằng bao nhiêu? Ta thực hiện các gen sắp xếp nhé. 279 em chia 9 thì bằng 31. Vậy các em điền số 3 và số 1 chính xác số là số 31. Chu vi của một hình vuông có cạnh bằng 27 cm là bao nhiêu cm? Vậy muốn tìm chu vi hình vuông, ta lấy 27 nhân với 4 thì chính bằng 108. Vậy 108 là kết quả của chúng ta. Cho 186 chia 3 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? Ta thực hiện từ trái sang phải, lấy 186. Em chia cho 3 thì sẽ bằng là 62. 62 em nhân với 5 thì sẽ bằng 310. Vậy kết quả chúng ta bằng 310. Câu hỏi tiếp theo, trong thùng có 216 lít dầu, người ta đổ thêm vào thùng là 99 lít dầu nữa, rồi chia đều cho tất cả số dầu đó vào 7 thùng nhỏ. Hỏi mỗi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu? Biết rằng lúc đầu các thùng nhỏ đều không có dầu. Một đề bài ra rất là chặt chẽ, có cả cái phần dự kiến sai lầm nữa. Thì các bạn chú ý là ta lấy 216 là số dầu đầu tiên, các em cộng thêm số dầu đổ thêm là 99, tức là thêm vào thì ta phải cộng với 99 thì các em bằng là 315.
315 bây giờ em chia đều cho 7 thùng thì muốn chia đều thì ta chỉ phải chia cho 7. Vậy mỗi thùng sẽ được 45 lít dầu. Vậy số lít dầu của một thùng là 45. 45. 103 nhân với hiệu của 46 và 38, ta lấy 46 trừ 38 thì sẽ bằng 8. 8 em nhân với 103. Em đặt tính ra lấy 103 nhân 8 thì sẽ bằng là 824. 824 là kết quả của câu này. 328 trừ đi 152 chia 2. Điều thức này có phép chia phép trừ, ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Nhớ nguyên tắc đó cho thầy, nhân chia trước cộng trừ sau. 152 chia cho 2 thì sẽ bằng là 76. 76 em lấy 328 trừ đi 76 thì bằng là 252. Vậy 252 là kết quả của chúng ta. Cho biểu thức 167 trừ 99 nhân 3 chia 6. Các bạn thực hiện từ thực hiện trong biểu thức có dấu ngoặc đơn, các em thực hiện trong ngoặc đơn trước và rồi sau đó các bạn tính ngoài ngoặc. 167 em trừ đi 99 thì em được bằng 68. 68 em nhân với 3 thì sẽ bằng là 204. 204 em chia cho 6 thì sẽ bằng là 34. Vậy 34 là kết quả của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo. Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài là 45 cm và chu vi là 166 cm. Hỏi chiều rộng mảnh bìa đó. Cái bài này thì nó thường xuyên là nó có ở trong chương trình của các em đang học và nó cũng là câu hỏi khá khó, được câu hỏi ngược ở mức 3 của các em. Vậy khi các phụ huynh hướng dẫn các con mình làm ở câu này thì các phụ huynh phải viết công thức ra. Cái số nào mà cộng 45 cộng số nào rồi nhân với 2 thì bằng 166. Ta phải hình dung như thế, đứa trẻ này hình dung được ngay. Số 45 cộng với số nào rồi nhân với 2 thì bằng 166. Thì bài toán này tìm cái câu đó là chúng ta đã học sinh, các em đã làm quen với câu này rồi. Thì các bạn muốn làm được thì đầu tiên các bạn có quy trình làm như sau. Đầu tiên các bạn tìm nửa chu vi bằng 166 này. Các bạn hướng dẫn cho con mình chia cho 2 thì sẽ được là bằng là 83. 83 thì bây giờ nửa chu vi tức là dài cộng rộng thì bằng 83 mà dài đã bằng 45 rồi thì các bạn chỉ trừ đi 45 thì sẽ bằng là 38. Vậy chiều rộng của mảnh bìa đó bằng 38. Các bạn thử lại 38 cộng 45 rồi nhân với 2 có bằng 166 không? Nếu bằng như thế thì các bạn là các em hiểu. Quan điểm của tôi hướng dẫn cho các em nhỏ thì bao giờ chúng tôi phải làm ngược như thế thì các em mới hiểu được. Các bạn có hình chú ý ở câu này nhé. Phải làm ngược thế, làm xuôi, đừng làm xuôi xong mới làm ngược lại. 45 cộng với số nào rồi nhân với 2 bằng 166. Phải nói như thế cho trẻ con mới làm được, chứ còn nói mà hiểu là đầu tiên ta làm thế này, như này thì chúng ta phải lên lớp trên thì các em là rõ hơn nhiều hơn. Và chúng ta được 100 điểm. Các em ạ, vừa rồi thầy hướng dẫn các em cách làm bài thi phim tích giải toán trên mạng lớp 3 vòng 13 năm học 2016-2017. Các em ơi, thì tin rằng các em sẽ được 300 điểm và các em hãy tung tay để hành trình.